Xin chào tất cả các bạn, mình là Thái. Chào mừng các bạn đã đến với Trạm Review Sách. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu các bạn một cuốn sách khá là nổi tiếng, đó là cuốn Đàn ông sao Hỏa và Đàn bà sao Kim. Khi cầm trên tay cuốn sách này, mình đã cảm thấy một ấn tượng khá là thú vị về bìa của cuốn sách, đó chính là sao Hỏa và sao Kim. Nếu không biết trước về nội dung của cuốn sách này, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cuốn sách về chủ đề sci-fi hoặc là về khoa học viễn tưởng. Ấy thế nhưng đây lại là một cuốn sách về tâm lý học. Cuốn sách này được viết bởi tiến sĩ John Gray, một chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp và các mối quan hệ, là tác giả của 12 cuốn sách bán chạy nhất, trong đó có cuốn Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim. Ông là một bác sĩ tâm lý và là một biên tập viên của tạp chí Gia đình. Cuốn sách này được rút ra từ những bài học và trải nghiệm của ông đối với gia đình. John Gray đã viết nên một cuốn sách với chủ đề chưa từng được xuất hiện hay đề cập trước đó. Ông quan sát từng chi tiết, sự thay đổi trong cách hành xử giữa đàn ông và đàn bà, và cuối cùng nhận ra rằng hai phái này đến từ hai hành tinh khác nhau. Họ bị mắc hội chứng quên có chọn lọc, họ quên mất về bản chất chúng ta là những con người khác nhau, có những nhu cầu và lối suy nghĩ khác nhau. Chính vì vậy họ luôn kêu ca phàn nàn khi đối phương không quan tâm đến mình, thậm chí là hay cáu giận. Chính quan điểm này là ngọn nguồn của những xung đột, cãi vã và ngăn việc chúng ta dành thời gian chia sẻ với nhau. Cuốn sách Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim sẽ lý giải những nghịch lý này và đưa ra những giải pháp phù hợp nhất dựa trên cơ sở sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà để tạo ra những mối liên kết thấu hiểu tốt hơn đối với cả hai giới. Trong khi những người sao Hỏa sống thiên về lý trí, có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng, thì những người sao Kim lại sống thiên về tình cảm và quan trọng các mối quan hệ. Cảm nhận của một người đàn ông về bản thân mình được xác định thông qua khả năng đạt kết quả. Anh ta sẽ tự ái nếu nhận được lời khuyên khi anh ta không yêu cầu. Đó chính xác là những gì mà người phụ nữ sao Kim luôn làm mỗi khi gặp khó khăn. Với cô, việc cho lời khuyên và gợi ý chỉ là một biểu hiện của sự chăm sóc. Điều này đã vô hình chung gây ra sự hiểu lầm và tổn thương lẫn nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà đó là đàn ông thích giữ kín bí mật, còn đàn bà thì thích bày tỏ. Người sao Hỏa thích giấu kín mình mỗi khi có vấn đề cần giải quyết, anh ta thường cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi tìm cách lấp liếm những rắc rối. Ngược lại, người sao Kim sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ vấn đề của mình với ai đó. Sự yên lặng của người bạn đời sẽ khiến cho người phụ nữ tổn thương. Trong khi đó, người đàn ông sẽ thu mình vào trong những suy nghĩ riêng tư, hiển nhiên là những xung khắc sẽ xảy ra. Ngôn ngữ của người sao Hỏa có những từ giống nhau, nhưng cách diễn đạt và sử dụng lại làm cho chúng khác nhau. Để diễn đạt cảm xúc của mình, phụ nữ thường dùng lối nói ẩn dụ, cường điệu và khái quát hóa. Đó là lý do tại sao mà đàn ông thường gọi phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Mối quan hệ nào cũng có những bất đồng, và chúng ta phải hiểu rằng một mối quan hệ chỉ có thể trọn vẹn khi chúng ta lắng nghe, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Hãy nuôi dưỡng và vun đắp mối quan hệ của bạn bằng sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, bởi vì chỉ có như vậy, bạn mới có thể tìm được hạnh phúc, bình yên trong mọi mối quan hệ, dù là tình yêu hay là tình thân trong gia đình. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến cách để gây được thiện cảm đối với người khác phái. Khi một người phụ nữ chấm điểm một món quà mà anh ta tặng, dù là lớn hay là nhỏ thì cũng không thành vấn đề, bởi vì giá trị mỗi món quà là ngang nhau. Nhưng đối với một người phụ nữ, từng việc nhỏ như luôn quan tâm và bỏ tâm sức của người đàn ông chính là công cụ ghi điểm tốt nhất. Tuy nhiên, đàn ông thường không hiểu được điều này. Anh ta thường không đủ kiên nhẫn để thực hiện nhiều việc nhỏ trong thời gian dài. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm chìa khóa để hạnh phúc trong tình yêu, thì Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim là một cuốn sách quý dành cho bạn. Thông qua cuốn sách này, tiến sĩ tâm lý học John Gray sẽ giúp cho mỗi chúng ta, dù là nam hay nữ, sẽ có cái nhìn khách quan hơn trong mọi mối quan hệ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe cho kênh của Trạm Review cho mình nhé. Bye bye.